chúng tôi nè, cuối cùng anh tiên nói chung là tất cả những cái dạng gì mà nó rắn đó, không, là em làm đồ đồ điều gì khối lượng. Rồi cái chữ này là PL có nghĩa là gì? Phụ lục. Ngưng chưa? Khi cô nói thì mấy em ngưng, còn nếu mà em không ngưng thì cô cho em nói. Cô đi chơi. Ha, PL là phụ lục. Thì ở trong cái diễn biến Việt Nam có 18 phụ lục tất cả. Cái này nó ở vị trí số 11. Trong những cái phụ lục nó có những cái phụ lục con nữa. Ví dụ phụ lục 1.1, 1.2, vân vân, 118, 120. Ha. Cái phụ lục 11 này nè, là phụ lục nó có rất là nhiều. Rồi phụ lục 1, 2, 3, 4, 11.1, 11.2, 11.3, 11.8, vân vân. Đó. Rồi dự điểm Việt Nam 5, trang BL250, có nghĩa là trang phụ lục. Các cái chữ BL là phụ lục đó. Trong dự điểm Việt Nam nó có nhiều cái loại số trang đó. Trang ML là mục lục, đúng không? ML em dở là mục lục. Rồi cái trang là P1, trang B30, trang đó là P, bị mở đó, thì nó là phổ, phổ IR. Rồi nó có cái loại trang là không có cái chữ gì ở trước này ha. Rồi nó có cái loại trang là có chữ số ba mã. Mình muốn học tới cái bài điều điển á, và em mà biết rồi đó, em dở rất là nhanh, em bật cái là nó ra liền. Còn nếu không em cứ lật tới lật lui lật xuôi lật rách, nó cuốn nhiều điểm luôn, em cũng chưa có tìm được nha. Vậy thì chữ PL có nghĩa là phụ lục nha. Rồi em còn biết thêm về cái chữ phép thử độ đồng đều khối lượng bằng tiếng Anh nè, uniformity of weight, đúng chưa? Đó, uniformity tức là đồng nhất ha, đồng đều, weight là khối lượng. Ha, rồi em thấy là cái mỗi cái hình này là có bao nhiêu viên không? Có em nó ngồi đó đếm, có em không chịu đếm, chỉ tưởng là trình bày thôi. Mỗi cái hình này là 20 viên đấy, 20 viên. Đó là cái cơ số người ta bắt buộc phải làm đấy. Ha, mục tiêu học tập là trình bày được các quy định thử độ đồng đều khối lượng của chế phẩm đơn liều và đa liều. Rồi thử độ đồng đều về khối lượng nè. Nhớ là phụ lục 1.3, cô có cần em nhớ cái gì quá chi tiết, nhưng mà ví dụ như nói là 1.3 là em phải nhớ, tại vì nó cũng là đi lặp lại rất là nhiều lần. Phép thử độ đồng đều khối lượng dùng để xác định độ đồng đều phân liều của chế phẩm. Khi không có yêu cầu thử độ đồng đều về hàm lượng, tiến hành theo phương pháp sau. Đó thì sẽ tiếp tục. Như vậy là có thêm một cái nữa, một lượng lượng nữa mà em đi lộn đó, là đồng đều về khối lượng, đồng đều về hàm lượng nha. Rồi đồng đều về khối lượng là sao nghe? Là em thấy người ta một lần người ta nhận viên á, em ta làm ra viên á, người ta là 1.000.000 viên, 500.000 viên, 1.500.000 viên là cái chuyện thường, đúng không? Mà em thấy ra một lần á, viên nhỏ, viên to, mà con mắt em thấy là sai rồi. Do đó em phải dọn sao em thấy những đều nhau, giống như là cái hình đầu tiên này, em thấy giống nhau. Nhưng mà khi em bỏ lên cân, chưa chắc là nó chúng không đâu, đúng không? Nó có trên là nhưng nằm trong khoảng cho phép đó. Vậy thì trong cái độ đồng đều khối lượng này nè, em chỉ cần cái cân là được rồi ha, cần cái cân. Nhưng mà khi không có yêu cầu thử độ đồng đều hàm lượng, vậy thì nếu mà thử độ đồng đều về hàm lượng thì em phải định lượng nó đấy ha. Định lượng đôi khi em phải dùng tới cái máy HPLC, UV, chuẩn độ thể tích, chuẩn độ thế, vân vân đó. Còn cái độ đồng đều khối lượng nhận cần không cần cái cân thôi, em tiến hành nè. Đó, bây giờ em nhìn thấy hai cái bảng này nè, thì em thấy là tấp lệch là gì nè? Tấp lệch là viên nén. Còn cái cấp sơn là gì? Viên nén. Đó, em thấy người ta làm 2.000.000 viên, đúng không? Đối với cái viên nén nè, thì người ta cái viên thứ nhất là khối lượng bao nhiêu? Viên 2, viên 3, viên 4, viên 5. Ha, người ta cân đúng 2.000.000 viên đó luôn đấy. Ha, rồi sau đó người ta mới cho một con số và người ta xét là thấy cái anh này là lọt vô trong hay là lọt ra ngoài. Và chúng tưởng mình làm đây ha. Còn đối với cái viên nang thì em thấy gì không? Đây là cái viên một nè, nguyên cái viên đó là bao nhiêu đây? Rồi cái viên mà nang mà rộng MG capsule là cái nang rộng, đúng chưa? Là nó là bao nhiêu đây nè, nó tính bằng gram. Nhưng mà khi mà hai cái này mà trừ nhau á, nó đổi sang milligram, đúng chưa? Vậy là cái ô thứ tư này nè, của cái bảng này là ô thứ tư, nó chính là cái khối lượng hút có ở
Và bây giờ đưa ra cho em cái bảng nào. Mình có hai bảng tất cả 11.3 là phụ luật đó. 11.3.1 là cái bảng 1 của phụ luật đó, đúng không? 11.3.2 là cái bảng thứ 2 của phụ luật đó. Vậy bảng 1 quy định cái gì? Quy định độ lập đều khối lượng cho chế phẩm đơn liều. Và cái bảng thứ 2 đó quy định độ lập đều khối lượng cho chế phẩm đa liều. Vậy thì mình sẽ hiểu như thế nào là đơn liều. Đơn liều là dùng một lần một người, đúng chưa? Còn đa liều là gì? Một người dùng nhiều lần, hoặc là nhiều người dùng một lần, hoặc là nhiều người dùng nhiều lần. Đó, nó tóm lại là cái phẩm đơn liều này. Và khi mà em bỏ vô uống hết rồi nha, thì nó có những dạng nè, dạng bào chế nào là đơn liều nè, viên nén, viên bao phim đó, cô để cái ô xanh xanh này. Nếu mà cái viên nén nhỏ hơn hoặc bằng 80 mg, tức là bỏ cân, có cái cân đó, em thấy nhỏ hơn hoặc bằng 80 thì cộng trừ 10% trên lệnh so với khối lượng trung bình. Khối lượng trung bình này của bao nhiêu đơn vị chúng ta nói nha. Viên bao viên cũng vậy, lớn hơn 80, nhỏ hơn 250, bằng hoặc lớn hơn 250 thì em có cái trên khối lượng trung bình nè, so với cái trên lệnh mà so với khối lượng trung bình. Một cái ô màu đã đỏ nè là thuốc nang, thuốc bộ đơn liều, thuốc cớm không bao đơn liều đó, thì nó có một cái thôi là bằng hoặc lớn hơn 300, hay còn nhỏ hơn 300 thì nó còn trừ bao nhiêu đây. Rồi thuốc bộ để pha tim đơn liều lớn hơn 40 mg thì là cộng trừ 10%. Viên nén bao đường, viên hoàng, tất cả các loại là cộng trừ 10. Thuốc đảng, trứng đau nhán, tất cả các loại là 5, cộng trừ 5. Tới đây nha, nó có một cái dấu sao chỗ này nè. Đối với thuốc bộ để pha tim, khi khối lượng trung bình bằng hay nhỏ hơn 40 mg, chế phẩm không phải thử độ lập đều khối lượng mà phải thử độ lập đều về hàm lượng, thì lúc đó em phải làm cái phần kiểm nghiệm nha. Còn nếu nó lớn hơn 40, các em nhớ ra cái phần kiểm nghiệm chỉ có một chút xíu mà em sai liền, em cứ nhớ số 40 mà em quên cái chữ bằng hay nhỏ hơn là chết nha. Bằng hay nhỏ hơn có nghĩa là bằng 40 cũng tính là làm cái độ lập đều hàm lượng, nhỏ hơn 40 cũng là độ lập đều hàm lượng, nhưng mà 40.0 là đã làm cái độ lập đều khối lượng được rồi. Hiểu được chưa? Dạ. Bây giờ làm sao? Đây là cái bảng quy định độ chính lệnh ha. Và so với khối lượng trung bình thì cái phương pháp 1 nè áp dụng cho viên nén, thuốc đạm, thuốc trứng, thuốc giá. Sao gọi là phương pháp 1? Cô suy nghĩ mãi thì cô thấy là cái này đúng rồi. Có nghĩa là những cái dạng thuốc này em bỏ lên cái cân có một lần thôi, để biết ngay cái khối lượng của nó, đúng không? Viên nén nè, thuốc đạm, thuốc trứng nè, đâu có cái gì bao ngoài đâu. Em bỏ lên cái em đọc được cái khối lượng liền. À, cho nên ta xếp vô phương pháp 1 đó ha. Em lấy 20 đơn vị một cách ngẫu nhiên. 20 đơn vị đó có thể cùng 1 vỉ, cùng 2 vỉ, hoặc là 10 vỉ cũng được, nghĩa là 20 viên của cái lô đó ha. Lấy một cách ngẫu nhiên. Tính khối lượng trung bình, em cân từng viên xong rồi tính khối lượng trung bình được không? Được. Rồi bây giờ đánh giá, cái này đánh giá không được có quá 2 đơn vị có khối lượng nằm ngoài giới hạn trên lệnh so với khối lượng trung bình quy định trong cái bảng 11.3.1 và cái bảng này á, không được có đơn vị nào có khối lượng vượt gấp đôi giới hạn đó. Bây giờ em sẽ coi nha. Cô ví dụ một cái viên nén paracetamol hàm lượng là 500 mg, mà cái đó là hoạt chất không, cô cho luôn cái tán dược cho luôn, và khi cô cân 20 viên á thì cô chia ra 20, cô thấy cái khối lượng trung bình của cái viên đó là 600, được không? 600 có nghĩa là 500 hoạt chất, 100 tán dược đó ha. Rồi bây giờ đánh giá thì mình sẽ có là 600 là cái khối lượng trung bình của cái viên đó. Vậy thì em sẽ tìm trong cái bảng đó lên cộng trừ lại viên nén. Viên nén là em coi trên đây đúng không? Và viên nén khối lượng của mình là 600, vậy thì em lấy cộng trừ mấy? Mấy? Bằng hoặc lớn hơn 250 đó, đúng chưa? Đó, bên kia là cộng trừ 5%. Rồi cô giả dụ nha, cái viên của cô á, cô thấy luôn đã tá dược vẫn hoạt chất là 200 mg, thì em cho cộng trừ mấy viên nén? 200 mg cộng trừ mấy? Viên nén 200 mg mấy? Đọc đi nhanh
bây giờ cô chơi tới viên nang của cô á là 350 mg, tổng chiều mấy? 750 mg. Đây bằng hoặc lớn hơn 300, đúng không? Cô cho cái màu nó khác để cho em hiểu lộn đó. Bây giờ cô chơi tới thuốc bột để pha tim 38 mg. Đúng rồi, không làm bộ đồng điều khối lượng này đâu. Đây nó có cái câu nè, đối với bộ để pha tim khi khối lượng trung bình bằng nhỏ hơn 40 và của cô là 38, đúng không? Thì không có làm theo cái bản này đâu, mà làm bộ đồng điều thì hành lượng. Hiểu được chưa? Hỏi câu nữa nha, nếu mà đúng thì đi qua luôn, còn thôi là phải ở lại tới chiều bây giờ thì luôn. Rồi, cô muốn đang làm cái dạng mà thuốc cớm nha, thuốc cớm không bao đơn liều. Rồi cái gói của cô đó là nó 250 mg. Mấy? 250 mg. Cộng chừng mấy? Cộng chừng 10 gì? 10%, chứ không phải 10 mg đâu nha, hiểu chưa? Rồi, bây giờ cái cách làm là như thế này.